Ây gì, máy mà Trầm Mộc lạc thế nhỉ? Anh Đạt ơi, hả? Anh kiếm cho em con máy nào mà nó phải độc đáo một tí, mà nó phải làm được em thay được MacBook cơ. Ui, đổi được MacBook à? Khó đấy. Bây giờ mà có con máy đấy, anh cũng đổi MacBook luôn. Khó nhỉ? Khó thật đấy. Bây giờ đúng chỉ có từ trên trời rơi xuống nữa em ạ. Và một điều cực kỳ ngon nữa nhưng mà là từ Think Pro rơi xuống cho anh em, đó chính là vào ngày 11 tháng 11 tới đây sẽ diễn ra chương trình flash sale cực sốc, laptop phụ kiện sale tràn chứa luôn, thậm chí là có sản phẩm giảm tới hơn 9 triệu. Lenovo ThinkBook 13S Gen 2 Intel giảm từ 27 triệu 300 nghìn xuống còn 17 triệu 990 nghìn. Hay là chiếc Asus VivoBook 15 Pro OLED giảm 7 triệu chỉ còn 19 triệu 990 nghìn mà thôi. Chương trình siêu sale này thì sẽ bắt đầu vào 11 giờ ngày 11 tháng 11, cho nên là để biết thêm chi tiết về những sản phẩm được sale và săn sale một cách nhanh nhất thì anh em hãy nhớ là bấm vào đường link mình để phần mô tả nhé. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro và mình là Tiến Đạt. Thì như anh em cũng đã có đọc tiêu đề video rồi đấy, mình đã từ bỏ macOS để quay trở về sử dụng Windows. Nghe nó hơi bị ngược đời đúng không? Nhưng mà thực chất thì mình cũng biết là từng hệ điều hành khác nhau, nó sẽ có từng cái ưu nhược điểm khác nhau và nó sẽ đem lại từng cái sự sướng khác nhau cho từng người dùng nữa. Nhưng mà hầu hết là người sử dụng macOS rồi thì sẽ rất là khó để có thể quay về sử dụng Windows, hoặc có thể nói là không muốn. Lý do thì vô cùng nhiều và đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhà Apple đó chính là Microsoft. Có lẽ là họ cũng đã biết được cái điều này, cho nên là họ đã không ngừng cải tiến và mang lại cho người dùng những sản phẩm mới, những cái trải nghiệm mới để có thể níu chân người dùng ở lại với hệ điều hành của họ. Tiêu biểu như là dòng Surface Pro của nhà Microsoft. Tiện thể thì ThinkPro lại mới về hàng chiếc Surface Pro 9 mới nhất này, cho nên là mình sẽ lấy nó làm ví dụ luôn cho anh em xem nhé. Vậy thì đâu những lý do đã khiến mình quyết định là từ bỏ macOS để có thể quay trở về sử dụng Windows? Tất nhiên là về mặt trải nghiệm đúng không? Và thật sự là cái trải nghiệm của mình trên chiếc Surface Pro 9 này nó thật sự là quá tuyệt vời. Và lâu lắm rồi mới có một chiếc laptop mà làm cho mình hưng phấn đến như vậy. Thứ nhất đó chính là cái khả năng chuyển đổi linh hoạt của nó này. Cái này thì có lẽ là các bạn cũng đã biết rồi, và nó cũng chính là cái đã làm nên tên tuổi cho dòng Surface Pro của nhà Microsoft. Đó chính là Surface Pro là dòng máy 2 trong 1 của nhà Microsoft. Người dùng có thể chuyển đổi rất là dễ dàng giữa việc sử dụng laptop hay là tablet. Điều này thì sẽ mang lại một cái trải nghiệm làm việc và giải trí vô cùng là tuyệt vời cho người dùng, khi chỉ cần tháo bàn phím ra là đã có thể có ngay một chiếc tablet vô cùng là gọn nhẹ rồi. Và cái mà mình cực kỳ tâm đắc tiếp theo đó chính là cái chân kickstand ở đằng sau máy. Công dụng của nó thì cũng chỉ là để đỡ phần thân máy trong khi mà chúng ta sử dụng mà thôi, nhưng mà cái tiện ích mà nó mang lại ấy là vô cùng nhiều. Ví dụ như là khi các bạn sử dụng tablet nhá, thì hầu hết những chiếc tablet phổ biến trên thị trường hiện nay đều không có chân kickstand, nên là thành ra khi mà muốn xem phim giải trí một chút thì bắt buộc chúng ta phải tìm một vật gì đó đủ nặng, đủ to để có thể dựa máy vào, hoặc là phải một chiếc ốp lưng có phần kê máy. Và cả hai cách này thì đều không cách nào mang lại cái sự an toàn tuyệt đối cho chiếc máy của chúng ta cả. Trường hợp xấu nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái chân kickstand này nó đã làm mình yên tâm hơn rất là nhiều. Bản lề rất là mượt mà nhưng mà cũng không kém phần chắc chắn đâu nhá, mà lại còn có thể bè theo nhiều góc khác nhau nữa chứ. Chúng ta có thể ngồi xem phim này, nằm xem phim mà không phải lo lắng là bị trượt hay là bị rơi máy cả. Trọng lượng thực của nó khi mà không có bàn phím chỉ vỏn vẹn 0,879kg mà thôi. Cộng với kích thước 13 inch nhỏ gọn nữa thì chúng ta có thể bỏ vào ba lô và mang đi mang lại rất là thoải mái. Nhưng mà nhỏ gọn nó lại không đồng nghĩa với việc là chất lượng build của nó kém đâu nhá. Phần khung ngoài được làm từ hợp kim nhôm rất là cứng cáp và đầm tay. Lớp sơn cũng khá là mịn. Theo những trải nghiệm của mình thì cảm giác cầm hay là sờ nắm chiếc máy này nó sướng hơn MacBook. Điều tiếp theo mà mình chắc chắn là MacBook sẽ không thể có đó chính là camera sau. Về camera trước thì tạm thời mình sẽ không nhắc đến, bởi vì cái độ phân giải 1080p nó cũng đang dần phổ biến trên tất cả loại máy rồi. Nhưng camera sau mới thực sự làm cho mình bất ngờ. Với độ phân giải là 10MP thì tất nhiên là nó sẽ không hứa hẹn cho ra những bức ảnh nét căng như ở trên điện thoại, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được là về cái độ tiện của nó đúng không? Nhưng mà để đổi lại cho điều đó thì Microsoft đã cho phép người dùng tùy chỉnh được những thông số như là tốc độ cửa chập này, ISO này, autofocus ngay trong phần mềm camera. Đấy, và mặc dù là cam vẫn chưa phải xịn sò lắm nhưng mà mình vẫn chụp được những bức ảnh cực kỳ xịn sò. Và có một loạt những tính năng nhỏ lẻ nhưng mà vô cùng xịn sò khác nữa như là màn hình 2.8K này, 120Hz này, sạc 65W này. Còn về những thứ khác như là hiệu năng này, viền màn hình này, thời lượng pin và cổng kết nối này thì nó cũng không có gì đáng để nói nếu mà so sánh với MacBook. Đấy, và chắc chắn là rất nhiều anh em đang thắc mắc là lý do tại sao mình lại từ bỏ việc sử dụng macOS để có thể quay về sử dụng Windows, trong khi những cái lý do mà mình vừa kể trên nó lại không được hợp lý cho lắm đúng không? Ok, và đầu tiên đó chính là mình không hoàn toàn bỏ hẳn việc sử dụng MacBook. Tất nhiên là trong những công việc hàng ngày như là trên công ty này, hay là edit video các thứ cần một chút về hiệu năng thì MacBook vẫn là cái sự lựa chọn tốt nhất của mình. Và lý do mà mình muốn quay trở về sử dụng Windows đó chính là mình lười các bạn ạ. Ở công ty thì mình fix cứng Mac với màn hình rồi này,
Và mình cũng chỉ muốn là đến cùng tìm phát là bật lên dùng thôi, chứ cũng chẳng muốn mang đi mang lại nhiều làm gì cho mất thời gian cả. Mình muốn tìm một chiếc máy Win nào đấy nó mang lại cho mình cái sự tiện lợi nhiều hơn trong trải nghiệm. Nó phải cân bằng giữa công việc và giải trí. Còn MacBook thì nó chưa làm được cái việc đấy. Mặc dù là hiệu năng rất là ổn định và mạnh mẽ, nhưng mà để nói về cái tính tiện lợi và tính giải trí thì mình thật sự chưa thấy MacBook làm được điều đấy. Và cuối cùng là đôi lời chia sẻ của mình về chiếc Surface Pro 9 này. Thì Surface Pro là một dòng máy rất là ngon của nhà máy Microsoft rồi đúng không? Nhưng mà bản thân chiếc Surface Pro 9 này, theo như mình hiện tại thì nó chưa thực sự đáng mua cho lắm. Bởi vì nó chưa mang lại cho mình cái trải nghiệm gì đó thật sự khác biệt so với chiếc Surface Pro 8, ngoại trừ thay đổi màu sắc. Và nếu thích video này thì đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube của ThinkPro nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.